Liên quan đến pháo, thưa quý khán giả, với phương châm phòng ngừa từ xa để hạn chế tối đa những hậu quả cháy nổ do các hành vi vi phạm pháp luật về pháo gây ra, thời gian gần đây Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá từ xa, từ sớm nhiều đường dây, nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển, chế tạo pháo trên địa bàn. Phòng ngừa hiệu quả những hệ lụy từ pháo gây ra trở thành lá chắn thép trên mặt trận phòng chống buôn lậu pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên tại thành phố Biên Hòa. Mới đây nhất vào chiều ngày 20 tháng 1, các trinh sát đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Tiến Khải, 27 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, đang điều khiển xe ô tô vận chuyển 54 bệ pháo hoa, tổng trọng lượng hơn 90 kg, lưu thông trên địa bàn phường Trảng Dài. Đến tối cùng ngày, Nguyễn Văn Sang, 50 tuổi, ngụ Bình Dương, điều khiển ô tô chở theo 88 bệ pháo hoa, tổng trọng lượng gần 140 kg, đến thành phố Biên Hòa giao cho Khải thì bị lực lượng công an bắt giữ. Qua khai thác nhanh, Khải và Sang, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét tại 3 địa điểm Đồng Nai và Bình Dương. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm gần 500 kg pháo nổ, đồng thời bắt giữ thêm 3 người là khách hàng mua pháo của Khải. Sáng qua tôi có đặt mua 54 bánh pháo của một người không rõ lai lịch. Và sau đó tôi ra vòng xoay Tam Hiệp, tôi nhận hàng và đưa tiền, xong rồi tôi mang về để buôn bán lại để kiếm lời. Trong quá trình theo dõi thì các đối tượng hoạt động rất là tinh vi và rất là manh động. Qua công tác nắm tình hình thì các đối tượng trao đổi có thể là sẵn sàng là cản trở lực lượng công an trong quá trình là bị phát hiện bắt giữ. Với cái tính chất manh động như vậy thì lực lượng công an thành phố Biên Hòa cũng đã triển khai các cái biện pháp, các cái đối sách để là tổ chức tiến hành xác minh và truy bắt các cái đối tượng một cách đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Theo cơ quan công an, để mua bán pháo lậu, các đối tượng hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, có phương thức giao dịch tinh vi nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Ngoài các đối tượng từng có tiền án tiền sự vì lợi nhuận tham gia mua bán lại hoặc ham vui tàn trữ sử dụng pháo, lực lượng công an còn phát hiện không ít trường hợp chế tạo mua bán pháo kiếm lời là thanh thiếu niên học sinh. Tất cả vụ việc đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc mà lực lượng công an thành phố Biên Hòa bắt giữ cái nhóm đối tượng này và cái đường dây buôn bán pháo nổ này thì cũng góp phần cái đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự trong cái dịp Tết, trước trong và cái dịp Tết Nguyên đán. Với việc quyết tâm không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép trong dịp Tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đang triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định của pháp luật.